Biết gì không? Trên mặt trăng không có động đất. Khác với trái đất thân thương, vệ tinh tự nhiên màu xám bạc không có bầu khí quyển. Chính vì thế nên cũng không có gió lốc vòi rồng hay lũ lụt ngập úng. Tuy nhiên, nó lại có một thiên tai khác vô cùng giống, đó là động đất. Hãy tưởng tượng một ngày tươi đẹp trên mặt trăng, bỗng nhiên có quả thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Không có khí quyển, không gì có thể cản hòn đá hủy diệt đó lại. Nó hất tung cát bụi, làm rung chuyển khu vực xung quanh, thế là động đất đã xảy ra. Nhưng thiên thạch không phải là nguyên nhân duy nhất. Trái đất có tác dụng lực hấp dẫn lên phần bên trong của mặt trăng, tương tự như thủy triều, khiến nó bị nén và kéo căng. Một khi nguội đi sẽ làm mặt trăng co lại như quả nho khô, gây ra nứt vỡ và động đất trên bề mặt. Ngoài ra thì nhiệt từ mặt trời cũng có thể gây ra động đất do sự chênh lệch nhiệt độ ở lớp vỏ mặt trăng. May mắn thay, ở đó không có sinh vật nào tồn tại. Và những trận động đất tuy có thể kéo dài đến nửa tiếng nhưng cường độ yếu hơn hẳn động đất trên trái đất. Thông tin thêm nho nhỏ, trong tiếng Anh, động đất trên trái đất có nghĩa là earthquake, còn động đất trên mặt trăng là moonquake. Hãy like, subscribe hoặc mua hàng trong link bên dưới để ủng hộ kênh ra tiếp video nhé.